Chồng đại gia Phan Như Thảo kiện vợ cũ đòi gần 300 tỷ đồng, vụ tranh chấp xôn xao một thời sẽ ra sao? 16 năm sau ngày ly hôn với cựu người mẫu Ngọc Thúy, đại gia Đức An vẫn còn tranh chấp tài sản với vợ cũ. Nhiều năm qua, cả hai người thường xuyên có những cuộc khẩu chiến qua lại trên mạng xã hội. Theo đó, mạng xã hội hiện đang lan truyền thông tin ngày 18 tháng 8 sắp tới, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa Nguyễn Đức An, 61 tuổi, Việt Kiều Mỹ và bà Phạm Thị Ngọc Thúy, 43 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy. Được biết, đại gia Đức An vốn đã khởi kiện vụ việc từ năm 2010, sau 13 năm thụ lý, Tòa án Nhân dân mới đưa vụ việc ra xét xử. Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Đức An làm thủ tục đăng ký kết hôn với bà Thúy tại Mỹ vào năm 2006. Trong thời gian hai người còn là vợ chồng, ông An mang quốc tịch Mỹ nên được cho là phải nhờ vợ đứng tên sở hữu 39 loại tài sản mà ông mua tại Việt Nam, bao gồm cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh và Phan Thiết như Avalon Building, Sailing Tower, Sealing Golf and County Club. Phía đại gia Đức An cho biết thêm, sau khi ly hôn tại Mỹ vào tháng 3 năm 2008, tòa thượng thẩm bang California quyết định số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của Ngọc Thúy phải được thu hồi trả lại cho ông An vì được mua bằng tiền riêng của ông. Vậy nhưng bà Thúy sau đó không chịu trả các tài sản liên quan đến ông Nguyễn Đức An, làm đơn khởi kiện đến tòa. Năm 2017, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy có đơn phản hồi đối với yêu cầu khởi kiện của chồng cũ gửi lên Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên tòa lên lịch xét xử vụ kiện sau 13 năm thu hồi các tài liệu liên quan đến khối tài sản tranh chấp. Trước đó, vụ kiện tụng kéo dài hơn một thập kỷ giữa đại gia Đức An và vợ cũ Ngọc Thúy từng gây xôn xao dư luận một thời. Cả hai kết hôn năm 2006, sau một tuần tìm hiểu, họ chung sống được 13 tháng, sinh hai con chung rồi quyết định ly dị. Sau đó, đại gia Đức An đâm đơn kiện vợ cũ, đòi trả lại số tài sản đã nhờ cô đứng tên. Trong khi đó, Ngọc Thúy tố Đức An trốn tránh trách nhiệm nuôi con. Nhiều năm qua, cả hai đã có cuộc sống riêng khi Ngọc Thúy tái hôn với một luật sư và định cư tại Mỹ, còn đại gia Đức An kết hôn với Phan Như Thảo và về sống ở Việt Nam. Tuy nhiên, vụ kiện tụng này vẫn chưa kết thúc. Liên hệ với Phan Như Thảo để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, người đẹp quê Cà Mau cho biết cô mới biết tin qua truyền thông. Ông xã đã không nói gì với nữ diễn viên, bản thân Phan Như Thảo cũng không quan tâm đến thông tin vụ án. Nữ diễn viên cho biết luật sư sẽ đại diện cho chồng cô tham dự phiên tòa. Cô chia sẻ, việc này có luật sư phụ trách, đây không phải là chuyện liên quan đến tôi nên tôi không quan tâm. Ông xã của tôi vẫn bình thường, anh ấy cũng không nhắc đến việc này nên thật sự là tôi không biết. Hiện tại đại gia U60 chọn cuộc sống bình lặng bên con nhỏ, ông dành thời gian chơi và chăm sóc con. Đại gia Đức An sinh năm 1962 tại Ninh Bình, năm 12 tuổi, ông theo cha mẹ sang Mỹ và trải qua tuổi thơ thiếu thốn, nhờ đó có ý chí vươn lên trong sự nghiệp kinh doanh sau này, nắm trong tay khối tài sản lớn. Đổi lại, Đức An có tình duyên lận đận khi thất bại hôn nhân nhiều lần. Năm 2015, anh đính hôn với người mẫu Phan Như Thảo và 2 năm sau đón con gái đầu lòng, bé bồ câu. Về việc kinh doanh của Đức An, ông tiết lộ tất cả là nhờ bất động sản. Thời nào cũng vậy, bất động sản luôn thịnh và đầu tư vào nó thường ít thất bại. Tôi nói thế, nhưng khi đầu tư luôn thận trọng, không phải bất động sản nào cũng mang đến thành công. Phan Như Thảo từng lọt vào top 10 Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007, đạt danh hiệu Người Mẫu Triển Vọng 2008. Ngoài ra, cô còn góp mặt diễn xuất trong nhiều bộ phim như Sắc Đẹp và Danh Vọng, Gái Ế Kén Chồng, Vàng Trắng. Từ khi kết hôn, cựu người mẫu được doanh nhân Đức An cưng chiều, quan tâm hết mực từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cuộc sống hạnh phúc, sung túc của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ.